Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tới hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ không review bất kỳ một sản phẩm nào cả, mà thay vào đó chia sẻ một chút cho các bạn biết là những doanh nghiệp lớn hay là những cái cá nhân người ta làm công việc kiểu trader này, liên quan đến những cái sau lưng mình đây, họ làm việc như nào. Và để được video này nó thực tế hơn thì mình đã mời đến đây một vị giám đốc nọ, và anh ấy sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mà anh ấy làm và những cái giải pháp anh ấy để làm việc nó thuận tiện hơn. Và đây là anh Tiến. Vâng, xin chào các bạn. Mình là một trader hay là còn làm rất nhiều công việc khác như là chơi cổ phiếu, chứng khoán hay theo dõi tỷ giá về ngoại tệ, tỷ giá vàng hay đôi khi là tỷ giá đô nữa, có cả một cái tỷ giá khác. Thì công việc như vậy mình sẽ cần theo dõi rất nhiều biểu đồ cũng như là theo dõi rất nhiều các cái cổ phiếu thì chỉ số cần lên giảm. Do vậy là hiện tại mình có nhu cầu là cần nắm rất nhiều chiếc màn hình, bởi vì ngoài việc mà mình theo dõi chỉ giá cũng như là các cái chỉ số như vậy, mình sẽ có những màn hình để theo dõi công việc liên quan đến thị trường cũng như là những tin tức mới cũng như doanh nghiệp, hay là có thể giải trí trong quá trình chờ đợi. Và các bạn biết một điều là trước khi tới tìm một cái giải pháp giống sau lưng mình đây thì ở nhà anh đấy anh vẫn dùng gọi là giải pháp đa cả màn hình thôi, đa màn hình thì đúng hơn, nhưng mà cái đa màn hình của anh đấy nó không giống như này, tức là anh chỉ dùng một cái màn hình rất lớn nhưng mà việc chia các cửa sổ ra trông nó không thực tiễn và nhìn một cách nào đó nó không trực quan. Và khi tới với Alphard thì bên mình đã đưa cho anh ấy một cái giải pháp 6 màn hình mình đang có sau lưng đây. Có thể các bạn nhìn thấy nó nhiều màn hình này, các bạn nghĩ uầy nó cực kỳ đắt, thế nhưng các bạn phải biết một điều rằng nhiều màn hình chưa đắt, bởi vì quan trọng các bạn dùng tiền như nào, và cái giải pháp sau lưng đây nó không hề đắt một chút nào, nó hoàn toàn phù hợp đối với những bạn vừa mới bắt đầu nhưng mà các bạn vẫn cần phải có một chút tiền. Thì anh Tiến có thể chia sẻ một chút xem là lý do tại sao mà anh cần nhiều màn hình này nữa không? Vì bên em đã chia sẻ và đã thống nhất với anh rồi. Như chia sẻ với bạn Nam cũng như mọi người nãy rồi, mình có theo dõi rất nhiều từ tỷ giá coin, tỷ giá forex trader, về tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá dầu thô, hay là những màn hình liên quan cổ phiếu như bây giờ. Thì ví dụ như ở đây tôi đang cần là một màn hình trên cùng, đó là màn hình cổ phiếu. Thì cổ phiếu tôi đang sử dụng là của Exacombank, để theo dõi các tỷ giá thay đổi liên tục. Ví dụ khi bất kỳ cái giá đỏ hay là cổ phiếu đỏ, xanh, vàng đang giảm thì tôi sẽ biết được trên màn hình này. Và tôi cũng có thể kéo cái màn hình này xuống dưới để tôi xem được. Tương tự như bên dưới tôi sẽ có phần về bảng giá của coin TTH. Các bạn đã biết rằng là ngoài Bitcoin ra thì ETH cũng là cái coin rất là được nhiều người quan tâm. Thì tỷ giá như này sẽ rất là quan trọng, nó sẽ theo dõi được cái tỷ giá ở đây lên xuống nào và khớp lệnh nó chuẩn. Ở khi tỷ giá mà lên bạn toàn là kiếm được tiền, nhưng nếu tỷ giá xuống bạn phải biết là chênh lệch bao nhiêu, có nên chốt lệnh hay không lệnh. Đấy là cái chuyện mà chúng ta cần đến như màn hình cần nhiều. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy ở đằng sau lưng mình anh Tiến tới đây, anh chỉ cần nhiều màn hình thôi. Còn bộ PC của anh ấy, anh chỉ yêu cầu là có cũng được, bởi vì mục đích của anh cũng chỉ để gác chân thôi, đúng không ạ? Và một giải pháp rất dễ dàng cho các bạn và có thể nhiều bạn không để ý, đó các bạn nên sử dụng cả bảng họa của AMD để có thể xuất được nhiều màn hình như này. Có thể nó không liên quan lắm, thế nhưng mà các bạn bảo uầy tôi dùng cả của NVIDIA cũng được, thế nhưng các bạn phải lưu ý đến hai vấn đề này. Thứ nhất đó chính là một bộ PC giá rẻ anh ấy chỉ cần gọi là để xuất được nhiều màn hình thôi, cứ màn hình nhiều mùa để xuất như này là được, đúng không anh ạ? Và một cái thứ hai nữa là card đồ họa của AMD nó có một cái chức năng vô cùng thú vị, đó chính là các bạn chỉ cần duy nhất một card đồ họa với hai cổng DisplayPort, các bạn có thể xuất được nhiều màn hình này. Được mỗi một cổng DisplayPort sẽ được 4 màn hình, thì hai cổng được 8, thế nhưng mà 8 thì trông nó hơi lệch một chút, thế nên chúng mình đã lắp đến đây, các 6, bạn có thể nhìn thấy 6 màn hình thôi. Hoặc là nếu như sau này anh Tiến mà có điều kiện hơn một chút nữa, anh có thể mua thêm 3 màn hình trên nữa và anh sẽ có 9 cái màn hình. Thì khi đấy anh làm việc kiểu gì đấy là việc của anh ấy thôi, cái thì mình cũng không thể biết được. Và có thể một chút các bạn suy nghĩ là dùng Quadro. Quadro cũng được, chắc anh Tiến là một người kiểu doanh nghiệp chắc cũng đang nghe cụm từ Quadro rồi, đúng không nhỉ? Anh đã nghe cái giải pháp của hai cặp Quadro nó xuất được nhiều màn hình như này, nhưng mà khi mà mình trao đổi với anh Tiến ấy, thì anh Tiến cũng đã nhận định rằng hai cặp Quadro mà anh ấy mua thì nó vừa đắt mà anh ấy lại còn không phù hợp với nhu cầu của anh ấy nữa. Và bây giờ thì anh Tiến sẽ chia sẻ thêm một chút sơn một tí về cái giải pháp trông như này. Về cơ bản thì tôi cũng có nhờ anh Nam nghiên cứu tư vấn, thì bản chất là các Quadro chi phí rất là lớn, mà chưa kể là nhiệm vụ tôi đa số là liên quan đến nhiều màn hình và chi phí vừa phải thôi, thì tôi sẽ sử dụng các đồ họa như ở nhà đang là AMD RX 570 với hai cổng DisplayPort, tôi xuất tới tổng cộng là 8 màn hình tất cả. Nhưng hiện tại đây tôi thấy là các bạn đã bình trưng bày sẵn là 6 màn hình, thì cụ thể đây là gì ạ? Để tôi sẽ gọn hơn, tôi sẽ chi phí thấp hơn mà tôi sẽ vẫn đảm bảo công việc tôi, đó là có thể tôi làm được nhiều việc cùng lúc. Anh có gặp kiểu khi anh sử dụng này này thì nhiều màn hình này thì em biết là nhìn nó rất khó khăn rồi. Cá nhân em là người lần đầu tiên sử dụng đến giải pháp nhiều màn hình này. Ở công ty em hay ở nhà em chỉ sử dụng 3 màn hình thôi và em đã nhìn hơi khó khăn rồi. Vậy thì cái khó khăn của anh khi sử dụng nhiều màn hình như này đó chính là như thế nào?
Với các bạn thì mình sẽ phải có, cần khi mình làm cái việc này thì ngoài có con robot để khớp lệnh ấy, thì mình cũng cần phải quan sát nữa. Thì cái việc mà bản chất là cái việc cái tỉ giá kéo dài mình ra thì tôi có góc nhìn tốt hơn và không tin tưởng nhiều hơn. Thế ra thì việc chơi game nó sẽ khác. Chơi game ra chỉ cần một màn hình là ok. Nhưng để làm theo dõi tỷ giá hay giả như bây giờ đang là giá lệch này, tôi sẽ biết là cái tỷ giá lệch ở đâu và mở rộng được cái thông tin ra. Giả sử sẽ có cái biểu đồ tôi cần phải mở to ra cỡ để tôi biết lệch giá vài đô, một phải lấy sen là rất quan trọng rồi. Do vậy là việc màn hình càng nhiều càng to càng tốt. Hay nói một cách dễ hiểu hơn như này, và khi các bạn đã làm việc rồi thì những cái trở ngại liên quan tới góc nhìn khó này sẽ hoàn toàn được giải quyết, bởi vì khi đã đầu tư được một giá này, anh Tiến đây đang làm giám đốc, mà giám đốc em biết rồi đấy, ngồi vào ghế giám đốc chỉ việc ngửa lưng ra thôi và ngồi ra xa nhìn khớp lệnh đặt lệnh thế là xong. Thì chắc chắn là các bạn đang rất muốn cái tìm hiểu cái bộ chi phí thực tế là như nào, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn một chút về cái combo này đấy, kiểu vậy. Thì cái chân đế này để các bạn có thể đỡ được tổng cộng là 6 màn hình này, nó rất rẻ, nó chỉ có rơi khoảng hơn 2 triệu đồng mà thôi. Thế nhưng nó làm hoàn toàn từ kim loại, chắc chắn nó không thể nào làm từ nhựa được rồi, bởi vì dính đến nhựa thôi nó sẽ không thể nào đỡ được nhiều màn hình như này. Một cái bộ cây để các bạn có thể tham khảo sẽ rơi loanh quanh đâu đó khoảng độ 11 triệu, thì đường link đương nhiên mình sẽ để dưới phần mô tả video. Còn với màn hình thì mình cần lưu ý với các bạn là các bạn cần sử dụng màn hình có cổng DisplayPort, thì khi đấy các bạn kết nối nhiều màn hình với nhau thì nó mới có thể đem lại được sự hiệu quả và dễ dàng hơn. Còn những bạn nào mà sử dụng mấy cái màn hình kiểu sử dụng cổng DVI hay VGA mà kết nối nhiều này nó cực kỳ khó khăn và tốn sức để có thể setup được. Và lưu ý hãy sử dụng card đồ họa của AMD, NVIDIA Quadro cũng được, nhưng tiền mà không quá nhiều ấy, sử dụng card của AMD, và khi đấy cái phần mềm hỗ trợ nó sẽ dễ dàng và nó trực quan hơn. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thấy video này thú vị thì đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Counter để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình đưa trong tương lai. Và đương nhiên chúng ta sẽ hẹn gặp lại anh Tiến ở trong một video khác. Mình sẽ gọi anh Tiến đến và chia sẻ với các bạn thêm những cái công việc của anh đấy để các bạn có thể bước đầu kiếm tiền nó như thế nào nhé. Hẹn gặp lại mọi người.